lão nương hôm nay không vui muốn đại khai sát giới đấy làm sao giết ba người một lần thi thể cũng không tiện giải quyết đâu không bằng cô tha cho bọn họ tôi đến chơi cùng cô chơi đùa à tiếc quá tôi không có hứng thú với đàn ông yếu hơn tôi nếu như cậu đã quan tâm người khác như vậy thì tôi sẽ hạ thủ cô nàng này trước cô là ai trong tài liệu điều tra không có khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này có trách thì trách vận số cô không may mắn kết bạn không cẩn thận bị liên lụy Tôi là một nhà toán học, trên thế giới này không có cái gì là vận số. Vạn sự xảy ra đều có thể dùng toán học để chứng minh là kết quả tất nhiên. Ha ha thú vị thật đấy, nếu như cô có thể dùng toán học chứng minh tình thế hiện giờ, tôi có thể tha cho cô. Đương nhiên có thể, giả thiết tại đây có 6 người, mỗi người là một điểm, đường kẻ đỏ nối hai người quen biết nhau, đường kẻ xanh là không quen biết. Nếu có ba người quen biết nhau hoặc không quen biết nhau thì sẽ xuất hiện tam giác cùng màu, Chứng minh như sau, từ A1 kẻ 5 đường thẳng, bắt buộc phải có 3 đường cùng màu, 3 người quen biết và 3 người không quen biết, giả thuyết A1A2, A1A3, A1A4 là màu đỏ, nếu tam giác A2A3A4 là tam giác màu xanh thì đã xuất hiện tam giác cùng màu rồi, nếu không thì trong tam giác A2A3A4 có một đường màu đỏ, giả thuyết A2A3 màu đỏ, vậy thì tam giác A1A2A3 là một tam giác màu đỏ, như vậy đã chứng minh xong. Vì thế trên thế giới trong 6 người bất kỳ có 3 người quen biết hoặc không quen biết, hơn nữa tôi còn có thể chứng minh có ít nhất hai tam giác cùng màu như vậy. Tình thế bây giờ là, toán học có thể chứng minh kết quả tất yếu. Cái gì, khí thế mạnh mẽ này, tuyệt đối không phải người bình thường. Đại tỷ chị thua rồi nhé, mày câm mồm, mày ở phe nào vậy? Tên còn lại suy nghĩ theo cách nói của tố tố mà đầu choáng mắt hoa. À nếu như tôi không quen biết bọn họ thì cũng sẽ xuất hiện tam giác cùng màu. Mặc dù tôi có thể chứng minh được tính tất yếu của tình thế hiện tại nhưng không thể chứng minh được tính duy nhất. Nếu như cô không phục, muốn giết thì giết đi, luận chứng công kích không biết mệt, đối ứng bình tĩnh trầm ổn, chỉ là bây giờ chúng ta quá bị động, bắt buộc phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế, Tô Tố giỏi quá, thời khắc then chốt có thể giúp được Trần Thần, mình nhất định phải cố gắng hơn nữa. Nha đầu đáng ghét này, đừng có tưởng rằng tôi đang chơi đùa với cô, à ta tính bóp cò thì Trần Thần lao đến đẩy à ra, cô có gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng có ra tay với cô ấy. À sát thủ bị tấn công thì tức giận mà bắn ngay, thấy viên đạn gần bay tới Trần Thần liền hét lên viên đạn thời gian. Viên đạn cùng với không gian lập tức ngưng động, Trần Thần nhẹ nhàng tránh sang một bên, dựa vào cô muốn giết tôi, không có cửa. A à sao tốc độ của hắn ta nhanh như vậy được? Trần Thần nhà tôi là người có hệ thống nhé, không đến lượt cô bắt nạt cậu ấy đâu. Đạo cụ mới, viên đạn thời gian có thể khiến các sự vật ngoài mình ra rơi vào trạng thái chậm chạp, nhưng mỗi giây tiêu hao một vạn điểm học phần, một giây một vạn điểm học phần. Loại đạo cụ chơi liều này cũng hợp với khẩu vị của mình. Lúc này chú Lý cũng đã đem người chạy tới ba tên sát thủ của hội duyệt bá thấy vậy thì mặt xanh lách rồi nhao nhao nhảy qua tường bỏ chạy đáng chết lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người Trần Thần nhanh chóng dùng vỏ chuối trượt ngã truy đuổi để cho bọn họ nếm mùi lợi hại của cậu hệ thống quay qua thì đã thấy trần thần đang lo lắng chữa trị cho ngữ nhi mà không thèm để ý đến chuyện khác ngữ nhi có thể vì trần thần làm đến bước này quả nhiên không dễ dàng gì thắng được cô ấy tiểu huyên đang ở đâu chú yên tâm cháu giấu tiểu huyên đi rồi lâm ngữ nhi dẫn mọi người đến thùng hàng tìm thì không thấy tiểu huyên đâu nữa thời gian lâu quá, thần giao cách cảm cũng mất hiệu quả rồi, giờ làm thế nào bây giờ, tôi đến ở tòa nhà của Kim gia, tên đàn em hội duyệt bá gọi đến, nghe đây, cậu đưa một người sống sờ sờ đến nhà tôi làm gì, con bé này đang bị nguy hiểm đến tính mạng, xin nhờ Kim thiếu giúp tôi tạm thời trông chừng, hệ thống bảo an ở nhà cậu do boss thiết kế, là nơi an toàn nhất mà tôi có thể nghĩ đến rồi, chật chật, cậu hơi khôn lỏi đấy, Kim Kỳ Liên nhìn kỹ lại thì mới phát hiện là Trần Huyên, được, tôi tạm thời giúp cậu bảo quản, lần sau không được phép làm linh tinh nữa, vâng vâng đảm bảo không có lần sau tắt điện thoại kim kỳ liên mới nở một nụ cười gian manh đến đúng lúc lắm cô là công cụ chủ chốt để tôi báo thù trần thần ngày thứ hai trong không gian hệ thống lâm ngữ nhi bị bắt luyện tập đến mướt người tôi không chạy được nữa rồi mới chạy được có mấy vòng hà nhanh lên còn chưa chạy được một nửa đâu tại sao lại phải chạy bộ thế tôi là thánh sử xã hội mà cho dù là môn nào thì cơ thể cũng là nền móng của học tập hiện tại thể lực là mục kém nhất của cô đương nhiên là phải tăng cường luyện tập vậy có thể đổi thành hạng mục rèn luyện khác không? Tôi thực sự không chạy nổi nữa. Biết nhược điểm của hàng to là gì chưa? Khi con gái cúp e tiến hành vận động, đại khái như đeo sức nặng của hai quả dứa. Chỉ cần cô có thể đột phá về thể năng thì có thể đạt được dị năng của thánh sử. Sau này mới có thể trở thành người trợ giúp cho trần thần. Đúng vậy, nếu không phải vì mình quá yếu ớt thì đã không để cho tiểu huyên bị mất tích. Được, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể giúp được cho trần thần. Tốt lắm, vậy thì gập bụng 100 cái đi lâm ngữ nhi gập bụng mà mặt cứ đập vào bưởi làm cho bá bá cười muốn lôn ruột tốt lắm không hổ là thánh sử mà trần thần chọn bây giờ thể năng của cô đã nâng cao đủ tư cách để đạt được dị năng nhất tự ngôn linh của thánh sử thánh sử có thể thông qua việc không ngừng thăng cấp để mở khóa môn học mới mỗi một môn học đều đi kèm với một dị năng nhất tự ngôn linh có thể nói ra mệnh lệnh bằng một chữ khiến đối phương tuyệt đối phục tùng ô thì ra là như vậy tôi nhớ rồi trong phòng của trần thần lúc này lâm ngữ nhi sau luyện tập cũng được đưa ra ngoài Lâm Ngữ Nhi muốn đứng dậy an ủi Trần Thần như mà cả người đều vô lực vì đau. Hê hê quên chưa nói cho cô, trong không gian hệ thống cảm giác mệt mỏi sau vận động vẫn sẽ tiếp tục xảy ra ở hiện thực. Trần Thần tớ xin lỗi, đều trách tớ không thể bảo vệ được Tiểu Huyên, cậu không có lỗi gì cả, lỗi là ở bọn khốn hội duyệt bá. Nếu như lần này Tiểu Huyên có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ trả lại gấp trăm lần cho hội duyệt bá. Ai, Trần Thần đều nén bi thương trong lòng, cứ như vậy sẽ nhịn đến mức sinh bệnh, đúng lúc cô học được nhất tự ngôn linh thì giúp cậu ta giải tỏa đi. Ừm, để tôi thử xem, mình nên làm như nào để an ủi Trần Thần đây khiến cho cậu ấy cười một trận hay là giờ khóc giờ cười một trận hay là dùng tình cảm khác chuyển rời sự chú ý của cậu ấy ví dụ như là cùng nhau khoái lạc ngữ nhi cô đang nghĩ gì thế a à, đè lên cậu đè lên tớ nhất ngôn tự linh có hiệu lực bá bá nghe mà há hốc luôn lúc này Trần Thần cũng đã trúng chiêu mà lập tức nhào đến người Lâm ngữ nhi như hổ đói mà đè dưới thân hai người đang tiến tới bước đút vào thì chú lý vào nói tố tố đã hắc được camera giám sát ở nhà kho thấy cảnh này chú lý lập tức đóng cửa ngay chú Lý chú hiểu lầm rồi, không phải như chú nghĩ đâu, việc đó cháu không thể nào dừng lại được, Trần Thân vừa nói vừa cười đổ. Hệ thống hết cách nên đành phải lấy trích điện ra trích để chờ thời gian của nhất tự ngôn linh hết hiệu quả. Cái con nhỏ này, ai bảo cô dùng từ ngữ tàn bạo như vậy chứ? Trần Thân lúc này đã bị giật cho bất động, tỉnh lại Trần Thần liền đi xem camera, cô đã tìm thấy Tiểu Huyên chưa? Tôi đã tra ra khung cảnh đó, cậu tự xem đi, bên trong camera là cảnh tên hacker lần trước bế Tiểu Huyên đi, là thằng khốn của hội duyệt bá. Là lỗi của tớ, nếu như lúc đó tớ để Tiểu Huyên trốn ở nơi khác thì con bé sẽ không bị phát hiện rồi. Đừng tự trách, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Tôi đã tra các camera ở con đường gần với kho hàng nhưng không phát hiện ra bóng dáng của bọn họ. Trong đám bọn họ nhất định có một cao thủ xóa dấu vết, vậy thì manh mối đã bị cắt đứt rồi. Trừ phi bọn chúng chủ động liên hệ với chúng ta, lúc này Trần Thần lại nhận được tin tỉ thí lôi đài của hộp đêm cắt tường mà người trong hình chính là Tiểu Huyên. Là tin của hội duyệt bá sao, không phải đâu chú, chỉ là tin nhắn rác thôi, mình đã gây nhiều phiền phức cho mọi người rồi, không được để bọn họ lo lắng nữa, phải tự dựa vào bản thân để cứu Tiểu Huyên thôi. Trần Thần một mình đi đến hộp đêm, nơi đó có bảo vệ đứng canh, chắc chắn bên trong có bí mật gì đó, nói không chừng Tiểu Huyên ở bên trong cũng nên. Nhưng có một tên to con đang đứng canh làm sao cậu vào được, Trần Thần đang đứng thì có hai tên đi qua luyên thuyên về phần thưởng đặc biệt của cuộc đấu đài mà khiến đàn ông nào cũng thích. Phần thưởng mà đàn ông đều sẽ thích, quả nhiên bọn chúng lấy Tiểu Huyên làm phần thưởng rồi, chỉ còn một phút nữa thôi là ngừng nhận ghi danh thi đấu không giới hạn của tối hôm nay. Bằng hữu nào muốn ghi danh thì nhanh chóng đăng ký, Trần Thần không do dự mà chạy tới xin một suất. Bá bá đừng nói với tôi là cô không có đạo cụ nâng cao sức mạnh võ thuật đấy. Tôi là bá trong bá khí đấy, loại đạo cụ này đương nhiên là có, chỉ là giá cả thì không rẻ đâu, là điểm học phần thì chẳng vấn đề gì. Chỉ cần có thể khiến tôi đánh bại hết tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu, cứu được Huyên Nhi là được. Bên này tố tố lái xe thì có điện thoại, Cô Viên, Trần Thần có đang ở cùng cô không? Không ạ, à, cậu ấy không ở nhà sao? Ừm, không có. Chú vốn muốn gọi nó ăn cơm mà mãi không thấy người đâu, điện thoại cũng không nghe. Chú sợ nó ở ngoài sẽ xảy ra chuyện. Chú Lý đừng vội, chắc là cháu biết cậu ấy ở đâu, cháu sẽ đưa cậu ấy về nhà. Tắt điện thoại tố tố liền chuyển hướng. Lúc này ở cổng club. Lâm Ngữ Nhi cũng đã đến. Trần Thần chắc chắn là ở đây, mình phải đưa cậu ấy về. Nguyên nhân Lâm Ngữ Nhi biết Trần Thần ở hộp đêm cát tường là nhìn lén được điện thoại của Trần Thần. Ngữ Nhi đang đứng thì có một nhóm đàn ông đi đến bắt chuyện, em gái xinh quá, em là công chúa số mấy, anh trai sẽ chiếu cố chuyện làm ăn của em. Anh cút đi, Ngữ Nhi hết một cái thanh hiên kia đã bay chục mét, em gái này tả môn đấy, mọi người cùng nhau bắt à? A à, mấy người cút đi, nhất tự linh ngôn không thể tấn công nhiều người một lúc, chỉ có tác dụng với một người hoặc một vật, đám du côn này tính cưỡng bức Ngữ Nhi thì bị một người lao đến đạp văng. Là tố tố vừa kịp đến nơi mà giải cứu, ba thanh niên còn lại bị đánh cho đầu hoa mắt váng cảm ơn cậu giải vây cho tớ có điều sao cậu lại hóa trang như này nơi này long ngư hỗn tạp giả trang thành nam sẽ thuận tiện hành động hơn đúng sao tớ lại không nghĩ ra tớ cũng muốn giả trai cô ta cũng chả biết tự mình to tới cỡ nào à tôi biết mục đích cậu đến đây bây giờ tôi vào trong đưa trần thần ra cậu ở bên ngoài đợi tôi không chúng ta cùng nhau vào tớ không sợ nguy hiểm cậu cũng nhìn thấy tấm ảnh đó hiển nhiên là muốn bẫy trần thần quan tâm quá cũng gây rối loạn cậu ta đều không bỏ qua bất kỳ khả năng nào cứu được em gái cậu ở bên ngoài 10 phút mà tôi không đưa trần thần ra thì lập tức báo cảnh sát ông tôi hiểu rồi cùng lúc này bên trong người đăng ký cũng dẫn trần thần vào phòng chờ trần thần đi vào thì thấy một đám cơ bắp khoai to không tên nhóc yếu ớt này thực sự tham gia thi đấu hả còn mặc đồ của phục vụ nữa sợ là đến để gây cười rồi không có cơ bắp mà hàng tận gần 20 cm luôn ghê thiệt Ê Trần Thần, cậu đặt tên Ngọc Diện Lang Quân này cũng quá phong lưu rồi ha ha. Tôi chính là muốn dùng cái tên dịu dàng nhất đánh ra những chiêu thức tàn nhẫn nhất. Cô đã chuẩn bị xong những đạo cụ nâng cao sức mạnh võ thuật chưa? Đương nhiên, cậu có thể dùng 50 vạn điểm học phần để đổi lấy một lần dùng hết đạo cụ thân thể thần dùng thân thể thần cậu sẽ có tất cả các công phu tuyệt thế của các võ lâm cao thủ ở thế giới trước nhưng dù gì cậu cũng không phải là người tập võ cứ cố tải về sẽ gây ra sức ép lớn cho cơ thể vì thế cậu chỉ có thể dùng nhiều nhất là 5 phút nếu không sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn cho cơ thể 5 phút chắc là đủ dùng rồi tôi mua thân thể thần sau một hồi thì trận đấu đài cũng bắt đầu trận thứ nhất ngọc diện lang quân đấu với cao thủ boxing thiết quyền khát máu hai bên đang tính ra tay thì tố tố nhảy lên đài ngăn cản Trần Thần, thông minh như cậu sao không nhìn ra đây là cái bẫy, em gái cậu không thể nào ở đây, tôi đương nhiên biết, nhưng chỉ cần có một phần trăm khả năng tôi cũng muốn thử, tố tố, ý tốt của cô tôi nhận, giờ mời cô tránh ra, nếu cậu muốn đánh lôi đài thì phải đánh bại tôi trước, nếu như ngay cả tôi cậu còn không đánh lại thì bây giờ còn kịp xuống đài, thay vì để cậu ấy bị đánh tàn phế thì mình thay cậu ấy giành quán quân trận đấu này. Lúc này một tên to con lao lên tóm cổ tố tố mời ra ngoài vì tố tố không có đăng ký tham gia thi đấu tố tố lười nói mà tung một sút đá bay tên to con chiếc mũ rơi ra làm lộ mái tóc dài của tố tố luôn một đám đàn ông nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì mắt sáng quắc ô nữ cao thủ thần bí xông vào thách đấu ngọc diện lang quân giữa bọn họ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ý hình như không có chuyện của tôi chứ cứ yên tĩnh làm bóng đèn đã đúng thật là một phút trôi qua rồi đừng có lãng phí thời gian nữa cô viên chỉ cần đánh bại cô thì tôi có thể tham gia thi đấu đúng không vậy thì tôi chỉ có thể đắc tội Trần thân liền vận thế của võ đàng trận đấu bắt đầu Đại sư Mã mời ngài phân tích xem Ngọc Diện Lang Quân và nữ cao thủ ai có tỷ lệ thắng cao hơn. Cô gái này là cao thủ Thái Quyền Đạo, thanh niên kia nhìn là biết không chuyên nghiệp, chắc không tiếp nổi một chiêu của đối phương đâu. Mặc dù mình có ý tốt nhưng bị mình đánh bại nhanh quá cũng làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy. Mình nhường cậu ấy vài chiêu để thua cũng không quá khó coi vậy. Nói xong Tố Tố liền lao lên đá, Trần Thần chỉ nhẹ nhàng dùng tay đỡ, cậu ấy lại có thể chặn được sao? Trần Thần xoay nhẹ cổ tay rồi hất chân Tố Tố đi, đây là do mình xuất chiêu nhẹ quá à? Tố Tố lại xông tới tung liên hoàn chiêu nhưng đều bị Trần Thần đỡ được. Hai bên giao thủ như cái máy. Đại sư mã tính ra là bao nhiêu chiêu vậy? Sao mình có thể nói ra được? Tốc độ này nhanh quá mình nhìn không rõ. Mình đã cố gắng hết sức nhưng không động được đến góc áo của cậu ấy. Trần Thần chính là cao thủ võ thuật. Trần Thần lúc này lại vận khí đan điền tạo thế bát quái đổ, vung tay nhẹ một cái đã đánh bay hết đồ của Tố Tố. Đến cả băng quấn ngược chặt như vậy cũng bị bung ra. Thấy vậy Trần Thần liền lao tới ôm Tố Tố che lại. Vãi thật, uy lực kinh khủng quá. Cô viên cô không bị thương chứ? Không, không sao, cậu thả tôi xuống, thả Tố Tố xuống Trần Thần liền lấy áo che cho cô. Trọng tài cũng thông báo Ngọc Diện Lang Quân thắng, cậu chỉ còn 3 phút nữa thôi đấy. Bên dưới vẫn còn đống người chưa đánh đâu, cậu định là như nào? Trọng tài, trận tiếp theo vẫn là tôi sao? Theo lịch thi đấu là cậu đối chiến với Thiết Quyền Khát Máu, có điều bởi vì cậu đánh nhiều hơn một trận nên ban tổ chức cuộc thi cho phép cậu nghỉ ngơi một lúc nữa. Không cần đâu, tôi không cần thời gian, tôi hy vọng có thể sửa đổi quy tắc thi đấu thành một địch nhiều người chính là tôi đánh hết tất cả. Này nhóc con, thiết quyền khát máu tao đánh hơn 30 trận toàn thắng, 28 trận nốc ao, vậy mà mày dám khinh thường tao à? Đừng hiểu nhầm, không phải tôi coi thường anh, ý tôi là những vị ngồi bên dưới đều là rác rưởi. Nghe vậy cả đám võ sĩ tức đến nhồi máu não. Nay nay cậu làm cho quần chúng phẫn nộ rồi, đây chính là thứ tôi muốn mà, nếu không làm thế thì sao trong vòng 3 phút có thể giành được quán quân chứ? Lộ ra bá khí phong phạm vương giả, cậu ấy thực sự càng ngày càng phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của mình rồi. Tô tố, tố xem điều chỉnh thông số phù hợp hay không thì đã lên tới 100%, quả nhiên cậu ấy là định mệnh thiên tử của mình, mình đây là không chọn nhầm hay hay. Đại sư Mã, trên đài có tình huống đặc biệt xảy ra, Ngọc Diện Lang quân công khai thách đấu với cao thủ các nước, chúng ta xử lý thế nào đây? Tê Danh Con không biết tự lượng sức mình, tôi cũng muốn lên đài đối đầu với cậu ta để cậu ta nếm thử tuyệt kỹ của tôi. Lúc này bị khiêu khích thì cả đám võ sĩ lao lên đài tấn công Trần Thần, Trần Thần một sút đã hạ gục được quyền vương khát máu mấy tên karate với judo lao tới tấn công thì trần thần vung tay một cái cũng đánh bay những tên còn lại lao tới tấn công thì ăn một chiêu làm cả nút bay như diều ha ha không chịu được một chiêu qua chiêu cuối này đỉnh quá rồi đó trần thần he he đỉnh cấp võ thuật sư trần thần mà lại thanh niên bình luận viên nhìn mà đổ mồ hôi đúng rồi đại sư mã không phải ông muốn lên lôi đài đấu với ngọc diện lang quân sao là một người đánh giá sao có thể rời khỏi vị trí được cậu nhanh công bố kết quả cuối cùng của trận thi đấu đi Tôi tuyên bố quán quân của trận thi đấu không giới hạn này là Ngọc Diện Lang Quân, vì chiến thắng cuộc đấu võ Trần Thần được thưởng 1 triệu điểm học phần và thăng cấp học bá lên level 2. tố Tố ở dưới xem mà mê tít, ngoài cửa hộp đêm Lâm Ngữ Nhi đứng đợi gần 10 phút mà vẫn chưa thấy ai đi ra nên muốn báo cảnh sát, nhưng còn chưa kịp báo thì đã thấy cảnh sát đến nơi rồi, là tên Kim Kỳ Liên dẫn đến, đồng chí cảnh sát, chính hộp đêm này tổ chức thi đấu ngầm là Kim Kỳ Liên năm nhất, ở trường vẫn luôn nhắm vào Trần Thần sao hắn lại dẫn cảnh sát đến đây lẽ nào tất cả chuyện này đều do cậu ta thiết kế bên trong trần thần được mấy em thỏ đen đeo huy chương các thứ xác chính là không mình đã quẹt thẻ dưới xác rồi không dục không cầu chuyên tâm học hành suýt chút nữa quên mất đã qua 10 phút rồi tố tố bên ngoài có rất nhiều cảnh sát nói là sẽ bắt hết tất cả những người có liên quan đến trận thi đấu cậu đã gọi rồi à không phải tôi gọi là một người tên kim kỳ liên trong trường hắn ta là kẻ thù của trần thần tóm lại các cậu nhanh chóng rời khỏi đó ngay Ngọc Diện Lang Quân có thể dùng chìa khóa này mở phòng phần thưởng, bên trong ngoài phần thưởng ra còn một tặng phẩm thần bí nữa. Được rồi, nhanh đưa cho tôi, trước khi trao giải hãy để cho tôi thay mặt Ngọc Diện Lang Quân gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ cho trận thi đấu lần này. Tên này cà chớn quá nên Tố Tố liền cho một đấm rồi kéo Trần Thần cầm chìa khóa rời đi. Sao cô biết bên ngoài có cảnh sát? Là Ngữ Nhi thông báo cho tôi, vốn dĩ cậu ấy muốn vào trong tìm cậu nhưng tôi sợ trong này có bẫy nên nói cô ấy ở bên ngoài đề phòng vạn nhất. Lần này đã gây thêm phiền phức cho cô và Ngữ Nhi rồi đợi tôi cứu được Huyên Nhi rồi sẽ cảm ơn các cậu. Còn có tôi nữa, người cậu cảm ơn nhiều nhất là tôi mới đúng. Trần Thần mở cửa ra thì không ngừng gọi to tìm Tiểu Huyên. Có điều bên trong ngoài tiền mặt ra thì là một cái cúp bằng vàng của quán quân mùa trước. Tên kia không phải nói ngoài tiền còn có quà tặng à, tặng phẩm thần bí mà họ nói chắc là cái tượng này. Thứ này là tặng phẩm thần bí mà đàn ông nào cũng thích đây á, nó có mà dùng để chấn ta thì có. Chết tiệt, tiểu huyên không có ở đây. Hội duyệt bá gửi tấm ảnh đó lẽ nào chỉ muốn chơi đùa tôi, tôi thấy không đơn giản như vậy vừa rồi ngữ nhi nói qua điện thoại người dẫn cảnh sát đến là kim kỳ liên hắn ta là kẻ thủ của cậu đúng không đúng là hắn tôi biết rồi hắn dụ tôi đến tham gia thi đấu là muốn tôi bị cảnh sát bắt lấy lý do này để ép trường đuổi học tôi lại là cái tên chết dẫm đó giờ trò tôi phải đâm hỏng hắn bá bá dùng hình nhân thế mạng búa vào chim làm tên kim kỳ liên thốn đến tận rốn có điều sao kim kỳ liên lại có ảnh tiểu huyên bị trói hay hắn ta là một thành viên của hội duyệt bá Hội duyệt bá mà lại thu nhận một thành viên như hắn à, tiêu chuẩn của bọn chúng thấp quá đấy. Bên ngoài thì đám người chạy nháo nhào, chúng ta cũng chạy thôi, không thể để cảnh sát bắt được. Trần Thân cùng Tố Tố ẩn nấp quan sát mà hành động. Cảnh sát ở ngoài quá căng nên hai người chạy đến phòng hóa trang. Tại sao lại chọn phòng hóa trang? Không có cửa cũng không có nơi ẩn nấp. Ở đây sẽ bị phát hiện đấy. Trần Thân không quan tâm mà chăm chú lục đồ. Ở đây đương nhiên bị phát hiện, nhưng quan trọng là phát hiện ở thân phận nào, cảnh sát bắt người liên quan đến trận thi đấu chúng ta chỉ cần biến thành quần chúng thì sẽ không có chuyện gì cách hay đấy nhưng cậu là quán quân của trận đấu đó cho dù có thay đổi cũng sẽ bị người khác nhận ra bộ dáng tôi hiện giờ rất dễ bị nhận ra sao trần thần đội tóc giả hóa gái ngay tố tố nhìn mà đơ người thì ra cậu hợp với đồ nữ như vậy tớ trang điểm cho cậu đảm bảo không ai nhận ra cậu luôn đúng đấy tôi là người đầu tiên phát hiện ra cậu ấy có tiềm chất giả gái nhé bên ngoài kim kỳ liên nhìn hết một lượt cũng không thấy trần thần đâu cả Rõ ràng đã gửi ảnh của Huy quần hoa chỉnh sửa cho hắn ta rồi, không thể nào hắn không tới, hừ, tìm từng phòng một tao không tin không tìm thấy. Kim Kỳ liên cứ thế tìm đến phòng cuối cùng, đạp cửa xông vào thì mắt trợn ngược vì bên trong là hai em gái xinh tươi mặc đồ thỏ tỏ vẻ yếu đuối các thứ. Hai mỹ nữ xinh đẹp xin thứ lỗi, tôi tưởng có tội phạm chạy trốn ở đây. Ha ha tội phạm chạy trốn là lão tử này nhìn ra không? Cứ cảm giác vừa rồi có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mông mình, chúng ta đi thôi đợi gì nữa ở phía sau tên kim kỳ liên nhìn bờ mông căng tròn của trần thần mà cứng ngắc ngay cả kim kỳ liên cũng không nhận ra chắc là không có chuyện gì rồi đứng lại những người có liên quan đến hộp đêm này đều phải về cục nhận điều tra đồng chí cảnh sát anh hiểu nhầm rồi tôi chỉ là khách bình thường nào có liên quan đến hộp đêm khách bình thường mà ăn mặc mát mẻ như vậy à nguy rồi phòng hóa trang chỉ có loại quần áo nữ này đêm đó trần thần đã bị giam giữ tại đồn cảnh sát lúc này trần thần vẫn đang lẩm bẩm trong miệng chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm đoạn thẳng ngắn nhất giữa hai điểm đã bị bắt vào đồn cảnh sát rồi cậu còn tâm tình mà học bài à vẫn chưa cứu được tiểu huyên sau này có nhiều lúc cần tiêu tốn điểm học phần đương nhiên là phải tranh thủ tất cả thời gian để học tập rồi tiểu huyên em kiên trì thêm nữa nhé anh nhất định sẽ cứu em ra đợi chút sau khi phóng to hình ảnh trên mắt của tiểu huyên hình như có thứ gì đó có à tại sao tôi không thấy là sư tử con bé đang xem một cái đầu sư tử em gái cậu bị bắt bắt đến châu phi rồi sao không phải châu phi là nhà kim kỳ liên trong phòng sưu tầm của cậu ta có một tiêu bản đầu sư tử trước đây tôi đến nhà cậu ta đã thấy rồi vì thế kim kỳ liên mới có thể chụp được ảnh em gái cậu sắp đặt trận thi đấu để hãm hại cậu tất cả đều rõ ràng rồi tôi muốn báo cảnh sát em gái tôi bị người khác bắt cóc tôi muốn gặp lãnh đạo của các anh muốn báo cảnh sát phải đợi cậu ra được phòng tạm giữ hãy nói tiếp đừng có ầm ĩ ở đây lúc này thì cục trưởng tần của cục công an vừa đúng lúc xuất hiện nghe thấy liền quát người ta muốn báo cảnh sát sao không cho báo mở cửa ra Trần Thần rất nhanh đã được đưa đến văn phòng cục trưởng, chuyện của cậu chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, mặc dù cậu có tham gia thi đấu nhưng việc gì cũng có nguyên do. Lần này sẽ không xử lý gì hết, cảm ơn cục trưởng Tần, cậu phải cam ơn tố tố mới đúng, tôi nhìn con bé này lớn lên từ nhỏ đã thông minh, chưa cầu xin ai bao giờ. Nó vì cậu mà có thể coi là phá lệ, còn về việc em gái cậu bị bắt cóc, tôi sẽ sắp xếp tổ chuyên án theo dõi, cục trưởng Tần, cháu biết chỗ em gái cháu bị nhốt. Cục trưởng này cũng không phải người tốt gì, đã cho ông ta xem ảnh rồi lại nói đây không phải là chứng cứ then chốt, không thể có bất kỳ hành động gì với nhà họ Kim. Hay là nhận được lợi lộc gì từ nhà họ Kim rồi, ông ấy cũng không nói sai, đó thật sự không coi là chứng cứ then chốt nhưng tôi chắc chắn Tiểu Huyên ở trong nhà họ Kim. Phía bên ngoài lúc này Lâm Ngữ Nhi và Tố Tố đang chờ đón Trần Thần, cậu ấy ra rồi, cô Viên, để cứu tôi ra ngoài hại cô phải nợ ân tình người khác. Tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào mới được đây, cậu đừng nghe chú Tần nói linh tinh, Trước đây tôi còn giúp chú ấy phá vài vụ nghi án. Nhờ ông ấy giúp đỡ coi như là chút lãi. Ngữ nhi lần này khiến cậu lo lắng rồi. Tôi xin lỗi, không có gì. Chỉ là sau này có chuyện gì thì cậu nói ra là được. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Cảm ơn các cậu. Bây giờ đúng lúc có chuyện muốn bàn bạc với các cậu. Tôi đã biết tiểu huyên nhi bị nhốt ở đâu rồi. Lão đại tôi phát hiện ra mục tiêu rồi. Nửa tiếng sau bên ngoài biệt thự của Kim Kỳ Liên, từ suy luận manh mối trước mắt đây là khả năng lớn nhất, nhưng vấn đề là làm sao chúng ta vào được bên trong có thể dùng phương pháp xâm nhập mạng không? Tắt hệ thống bảo vệ đi. Hệ thống bảo vệ mức độ cao nhất này cần hacker chuyên nghiệp nhất mới có thể có cách xâm nhập. Người như vậy khó tìm lắm. Tớ biết một người có lẽ cô ấy có thể làm được. Xin chào cậu Trần Thần, cô Viên Tố Tố. Tôi là người hầu của nhà họ Lâm Indies. Cảm ơn hai vị đã chăm sóc tiểu thư nhà chúng tôi. Cô ấy chính là cao thủ hacker mà cô nói à. Đúng vậy, chị Indies rất lợi hại đó. Lần trước chị ấy đã xâm nhập vào mạng của trường học để mở tuyển kỳ đồ cho cha. Thì ra là thế chị inis em gái của trần thần bị nhốt trong biệt thự này chị có thể tắt hệ thống bảo vệ đi được không nếu là cứu em gái của cô ra thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức chị nói linh tinh gì đó biệt thự này dùng hệ thống bảo vệ cấp độ cao nhất có điều tôi cũng là hacker bậc siêu cấp một lát sau inis đã giải quyết xong tôi chỉ có thể tạm thời tắt hệ thống bảo vệ thôi mười phút sau toàn bộ hệ thống sẽ khởi động lại tôi biết vị trí phòng sưu tầm nhà họ kim mười phút là đủ rồi tôi và cô viên vào trong chị inis và ngữ nhi ở lại đây bên trong có thể có nguy hiểm dứt lời trần thần và tố tố cùng lần vào trong nhưng vừa bước ra thì đã bị một nhóm người bao quanh vương đức phát người tổ chức trận đấu quyền anh hùng hổ nói ngọc diện lang quân mày phá hoại trận thi đấu của anh phát tao mày nói xem món nợ này phải tính như nào ngậm máu phun người tôi có phá hoại trận đấu đâu mình còn tưởng rằng kế hoạch giải cứu bị phát hiện rồi chứ thì ra là người của trận đấu tìm đến vốn dĩ phải đánh 10 trận bởi vì mày mà một trận đã kết thúc rồi như vậy còn không gọi là phá hoại à sau khi tôi thi đấu xong cảnh sát đã ập vào phong tỏa. Nếu không có tôi thì trận đấu cũng không thể tiếp tục nữa. Việc nào ra việc đấy, mày phá vỡ quy tắc của tao thì phải lưu lại một cánh tay, bá bá mua thêm một phần thân thể thần. Tôi không thể tốn thời gian cho bọn chúng được. Lúc này thì Idis kịp thời xuất hiện giải quyết mấy tên này chỉ bằng những chiếc dao nĩa trên tay. Cậu Trần Thần, đám người này để tôi xử lý cho. Hai người đi lo chuyện quan trọng hơn đi. Nhiều người như này mà để lại cho chị Idis giải quyết không vấn đề gì chứ. Không vấn đề, chị Idis là vệ sĩ trình độ siêu cấp, không có chuyện gì đâu. Vừa rồi tôi nói hai người ở lại đây hình như hơi xem nhẹ hai người rồi, thấy vậy tố tố liền cảm thấy Idis thật sự là người thú vị và muốn so tài siêu cấp với cô ấy. Lúc này bọn vệ sĩ nhà Kim kỳ liên thấy đánh nhau ở trước liền chạy đi ra, bảo vệ nhà họ Kim đều bị đám hỗn loạn ngoài cửa thu hút đi hết rồi, vừa hay thuận tiện cho chúng ta hành động. Tớ cũng muốn vào, tớ có tập luyện thể năng rồi đó, không làm vướng chân các cậu đâu, được vậy thì theo tôi, phòng sưu tầm của nhà họ Kim ở tận cùng hành lang này, đến rồi. Nhưng khi phá cửa vào thì lại không thấy Tiểu Huyên đâu, em gái cậu không có ở đây. Chúng ta có bị nhầm không? Không nhầm đâu, Tiểu Huyên chắc chắn đã từng bị nhốt ở đây. Chứng cứ chính là hình con sư tử phản chiếu trong mắt Tiểu Huyên, giống hệt với con sư tử này, quả nhiên là cùng một con sư tử. Trên mũi còn có đốm trắng y hệt, nhất định là tên khốn Kim Kỳ Liên đã chuyển Tiểu Huyên đi nơi khác rồi. Tôi muốn đi tìm cậu ta ép hỏi cho ra Tiểu Huyên đang ở đâu. Đợi chút. Các cậu không cảm thấy phòng sưu tầm này có gì đó kỳ lạ sao? Ở đây đặt những đồ thủ công do những danh nhân hiện thời làm ra, không có gì lạ cả. Ý cô nói là những đồ sưu tầm trong phòng này vẫn còn quá mới đúng không? Không sai, cha của Kim Kỳ Liên Kim Đằng Long là tỷ phú giàu có trong bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới. Đồ sưu tầm trong này hiển nhiên không xứng với thân phận của ông ấy, vì thế có thể còn một phòng sưu tầm thực sự khác để những đồ vật quan trọng hơn. Tôi đúng là có ý này. Tố Tố và Trần Thần thông minh quá. So sánh với họ tớ thấy mình thật rốt, thực ra cô cũng không kém, chỉ là hai bọn họ quái vật quá thôi. Mọi người cùng tìm xem trong phòng này có cơ quan phòng bí mật không, không phát hiện ra gì cả, chỉ còn 5 phút nữa là hệ thống bảo vệ khởi động lại rồi. Đột nhiên lúc này Ngữ Nhi hét lên, "Tớ phát hiện ra cơ quan trong miệng sư tử, sao cô lại biết trong miệng sư tử có cơ quan? Tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết suy luận. Cơ quan phòng bí mật được thiết kế trong miệng của tiêu bản động vật. Ngữ Nhi cậu giỏi quá, cậu chính là cô gái cá coi." Nghe vậy ngữ nhi mừng hớn hở, chân thần khen mình rồi. Có thể giúp cậu ấy thật sự là quá tốt, chỉ còn 3 phút nữa là hệ thống bảo vệ khởi động lại, thời gian không đủ để tìm kiếm hết nơi này. Chúng ta vừa hay có 3 người, mỗi người tìm một đường, có tình hình gì thì liên lạc qua điện thoại, ôi điện thoại trong này không có sóng. Không lo nhiều vậy được, trước tiên nhanh chóng tìm người đã, lúc này 3 người chia làm 3 hướng để tìm, sao cậu cứ luôn nhìn cô ấy thế. Điện thoại không có tín hiệu, nếu cô viên xảy ra sự cố gì thì không thể nào tìm người đến cứu cô ấy đã giúp mình nhiều lắm rồi mình không thể nào để cho cô ấy lâm vào nguy hiểm nữa cô viên trần thần sao cậu lại trần thần lúc này không nói gì mà trực tiếp hôn viên tố tố cô viên cô đừng hiểu nhầm tôi làm như vậy là có nguyên nhân cả đợi lát nữa cô sẽ biết lúc này tố tố liền suy nghĩ không thể ngờ tới cậu ta lại là người chủ động như vậy có chút không giống với dự liệu của mình viên tố tố dự liệu cảnh tượng mở đầu cho nụ hôn đầu tiên với trần thần vậy mà hiện thực lại như này nhưng mà vậy cũng tốt thực ra trần thần làm như vậy là để kích hoạt thần giao cách cảm cô viên tôi là trần thần cô có nghe thấy tôi nói không trần thần cậu nói chuyện với tôi ở đâu thế tôi không ở chỗ cô tôi dùng thần giao cách cảm nói chuyện với cô đây là một loại siêu năng lực của tôi nhưng muốn có thần giao cách cảm với đối phương bắt buộc phải hôn đối phương vì thế cậu vừa mới hôn tôi là vì muốn có thần giao cách cảm với tôi sao ở đây điện thoại không có tín hiệu nếu như cô xảy ra sự cố gì bên đó có thể liên lạc với tôi bằng thần giao cách cảm thì ra thần giao cách cảm giữa trần thần và em gái trước đây là như thế này đợi chút vì thế cậu đã hôn em gái của mình rồi sao đừng hiểu nhầm tôi chỉ hôn lên chán con bé thôi kết quả là gây ra tín hiệu không ổn định vì thế lần này tôi mới hôn sâu cô hiểu rồi có điều cậu không được hôn ngữ nhi nhà họ lâm bọn họ ra phong truyền thống cậu hôn cô ấy thì sẽ có chuyện đó phát hiện có một căn phòng không nói chuyện nữa có tình hình gì tôi sẽ nói cho cậu được Bên này có tình tình gì tôi cũng sẽ báo cho cô, ngữ nhi đã là thánh sử xã hội. Có thể trực tiếp dùng thần giao cách cảm với mình, đương nhiên là mình không cần hôn cô ấy rồi. Kỳ lạ, sao lại có cảm giác như đã bỏ lỡ chuyện gì rất quan trọng vậy nè. Một lát sau viên tố tố đã tìm ra em gái của Trần Thần, Trần Thần tôi đã tìm thấy em gái của cậu rồi. Tôi sẽ đưa con bé đến chỗ ngã ba, ngữ nhi. Cô viên đã tìm thấy tiểu huyên rồi, chúng ta gặp nhau ở chỗ ngã ba. Tốt quá rồi tôi ra luôn đây đột nhiên lúc này trần thần bị xích hai chân lại tại vị trí cậu ta đang đứng viên tố tố cũng báo không ổn cửa phòng đột nhiên bị khóa rồi ngữ nhi cũng thông qua thần giao cách cảm báo cửa bên này bị khóa không ra ngoài được chúng ta bị phát hiện rồi khi trần thần chúng ta lại gặp nhau rồi cậu là người đàn ông đã bắt cóc tiểu huyên chân cậu bị khóa không đánh tới tôi được đâu hê hê đàn ông cái gì chứ đừng nói như kiểu xa lạ thế chứ tôi là lăng hoàng tôi hiểu rất rõ cậu đó sao cậu lại biết bọn tôi ở đây Hệ thống bảo vệ nhà họ Kim đang tắt cơ mà. Rất đơn giản vì trong ngoài phòng bí mật là hai hệ thống bảo vệ khác nhau, vì thế mấy người vừa bước vào là tôi đã biết rồi. Bây giờ bọn mình đều bị khống chế, chị Edith không thấy bọn mình ra ngoài nhất định sẽ nghĩ cách vào cứu bọn mình. Mình phải cố gắng kéo dài thời gian với hắn, tôi chỉ muốn cứu Tiểu Huyên thôi. Sao các người lại không bỏ qua cho hai anh em tôi? Ôi, ai bảo các người là kẻ may mắn tồn tại chứ? Kẻ may mắn tồn tại cái gì? Tôi với Tiểu Huyên chỉ là người bình thường không thừa nhận cũng không sao. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành thẩm định cuối cùng, tôi sẽ hỏi cậu vài câu hỏi. Cậu phải trả lời thận trọng nếu không thì em gái cậu và hai cô bạn gái sẽ trúng độc mà chết đó. Chúng ta có thể dùng mũ giảm trí tuệ để đối phó với cậu ta. Không được dùng mũ giảm trí tuệ cậu ta sẽ ngốc đến nỗi không biết tắt khí độc, tình cảnh của bọn họ càng nguy hiểm hơn. Có câu hỏi gì thì cậu hỏi đi, tôi thích những người thẳng thắn đấy. Nghe cho kỹ đây tổng cộng có 3 câu hỏi, động vật ăn cô bé quàng khăn đỏ là con gì? Chồng của công chúa Bạch Tuyết là ai? Đại đồ đệ của đường tăng tên gì? Thật mưu mô, cô ý hỏi mình câu hỏi mà ngay cả học sinh mẫu giáo ở thế giới này cũng có thể trả lời được. Nếu như mình không trả lời thì sẽ khẳng định chắc chắn thân phận kẻ may mắn tồn tại của mình. Nhưng nếu mình trả lời theo trí nhớ của thế giới trước đây cũng không biết chuyện cổ tích của thế giới này có giống với thế giới trước không, có điều cậu ta tính sót một điểm. Mình có thể dùng thần giao cách cảm để hỏi ngữ nhi đáp án chính xác. Một lát sau Trần Thần nói đáp án lần lượt là gấu chó, hoàng tử ếch xanh và xoán thiên hầu trả lời chính xác quả nhiên cậu không phải là kẻ may mắn tồn tại mới lạ cậu không những là kẻ may mắn tồn tại mà còn là kẻ may mắn tồn tại có thể nắm rõ kỹ thuật khoa học đen tối vừa rồi cậu dùng phương pháp gần giống như thần giao cách cảm để tìm người hỏi đáp án đúng không tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì tôi đều những kỹ nhất cử nhất động của các người sau khi tiến vào phòng bí mật sau khi cậu biết trong phòng bí mật điện thoại không có tín hiệu thì lập tức hôn cô ta chắc chắn là có nguyên nhân nhỉ con trai hôn con gái thì cần gì có lý do gì? Não cậu to như vậy thật sự thích hợp với việc viết tiểu thuyết đấy. Cậu nói cũng có lý, nhưng vấn đề là để cho tôi tự mình nghiệm chứng, hôn cậu, sẽ có bí mật gì không thể nói được với người khác đây? Cậu điên rồi, chúng ta đều là đàn ông. Ồ, đàn ông với đàn ông sao không thể hôn nhau? Chuyện càng quá đáng hơn cũng có thể làm ấy chứ, có điều yên tâm đi. Tôi không phải người như vậy, tôi chỉ cần thơm chút là được rồi, đổi thân thể thần, tôi muốn chỉnh chết tên đàn ông biến thái này đánh bẹp hắn, sao trên người hắn lại phát ra cảm giác bức bách người khác như vậy, áp lực này còn lớn hơn cả khi đối diện với bão tố của chị cả. Trần thân lúc này đã tự mở khóa cho bản thân, lại có thể dùng lực mạnh mẽ thoát khỏi khóa trên sàn, lẽ nào là khoa học kỹ thuật đen tối. Tên đàn ông biến thái chịu chết đi, đợi 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 đã, lẽ nào cậu không lo cho tính mạng của em gái và đồng đội của cậu sao? Lúc này thì cả ba người đã thoát ra khỏi căn phòng, ý sao mấy người ra ngoài được vậy, lang hoàng. Bây giờ cậu còn có thể lấy gì uy hiếp tôi, xuống địa ngục đi rất nhanh lăng hoàng đã bị trần thần đánh cho một trận uy lực của chiêu thức này mạnh quá đau hơn cả khi bị chị cả đánh trần thần thì ra cậu công như vậy à mặc dù rất đau nhưng cũng rất vui sự bá đạo của đế vương hắc ám này xuyên vào người mình mình lại chìm đắm như vậy sao lúc này trần thần vội ra đỡ em gái tiểu huyên em không sao chứ anh anh cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi tiểu huyên không có chuyện gì rồi không có chuyện gì rồi khi này trần thần liền ôm em gái vào lòng Cảnh tượng này khiến cho ai nấy đều rưng rưng, wow sự đoàn tụ mỹ mãn của hai anh em, thấy Lăng hoàng tiểu huyên liền hét lên. Chú kỳ quái sờ đũng quần trong nhóm ba người xấu xa, không phải đâu, đây là, Lăng hoàng bây giờ đến lượt tôi phán xét cậu. Cậu đã phạm tổng cộng ba tội sau, thứ nhất cưỡng ép bắt cóc em gái tôi, phạm tội bắt cóc. Thứ hai thả khí độc muốn giết hại ngữ nhi và cô viên, phạm tội cố ý giết người không thành. Thứ ba mưu đồ quấy rối em gái tôi còn cưỡng ép hôn đồng tính, phạm tội dâm ô, oan quá oan uổng quá tôi giấu em gái cậu ở nhà họ Kim để bảo vệ an toàn cho con bé. Không để cho chị cả phát hiện ra, hơn nữa tôi cũng không phóng khí độc. Cậu nhìn thấy trong video chỉ là hơi nước của máy làm ẩm thôi, tố tố khi này lên tiếng cậu ấy không thả khí độc. Chất khí phun ra chỉ là hơi nước thôi, ngữ nhi cũng đứng ra chứng minh đó chỉ là hơi nước, có người nào lại lắp đặt khí độc trong nhà mình không? Cũng không phải là diễn phim khủng bố, nếu cậu là một thành viên của hội diệt bá thì nói rõ ràng hết tất cả về hội diệt bá nếu không thì đừng trách tôi để cậu nếm thử nỗi đau xác thịt. tôi cũng muốn nói với cậu lắm chứ, nhưng hôm nay muộn quá rồi. nếu không đi ngủ sẽ ảnh hưởng đến làn da của tôi. vì thế để hôm khác nói đi. không hay rồi thời gian sử dụng thân thể thần hết rồi. nói rồi lăng hoàng chuồn theo cửa biến mất trong giây lát. la 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 không đuổi được tôi đâu. trần thần vừa nãy hắn ta muốn cưỡng hôn cậu, nụ hôn đầu của cậu còn không đó. ở đây nhiều cơ quan quá, đuổi theo ngược lại gặp nguy hiểm. trước tiên nên rời khỏi đây đã. Đúng rồi rốt cuộc hai người đã thoát khỏi căn phòng bị khóa đấy như thế nào, là tố tố cô ấy, tôi chỉ là dùng chút tài lẻ mở khóa thôi. Phía bên ngoài Kim Kỳ lên lúc này cũng vừa về đến biệt thự, hắn vừa đi vừa tức giận, đều là trần thần hại mình. Tối hôm nay không có thời gian để hẹn hò với cô gái thỏ đó, chưa kịp hiểu chuyện thì hắn liền bị hai anh công an ra tóm. Kim Kỳ liên cậu bị nghi có liên quan đến việc dụ dỗ phụ nữ, mời theo chúng tôi một chuyến, tôi không dụ dỗ phụ nữ, vu cáo hãm hại à. Tôi muốn gặp luật sư, khi này nhóm của Trần Thần cũng đã ra khỏi nhà của Kim Kỳ Liên, không phải cảnh sát không tình nguyện ra mặt điều tra nhà họ Kim sao? Bây giờ sao lại xảy ra chuyện này, là tôi báo cảnh sát. Kim Kỳ Liên nhìn thấy gái đẹp liền nổi sắc tâm bắt cóc cô chủ và cô viên về nhà. Cảnh sát nghe vậy lập tức đến đây, quả nhiên bên trong màu hồng toàn là màu đen, cô giống hệ màu với cô ấy đó. Nhóm người Vương Đức Phát cũng bị bắt đi, lúc này Trần Thần ghé sát tai hắn nói nhỏ gì đó khiến hắn vô cùng tức giận, cậu tìm hắn ta nói cái gì thế? Tôi nói cho hắn biết chính Kim Kỳ Liên là người báo cảnh sát về trận đấu, anh Phát nói đợi khi tới phòng tạm giam sẽ để cho đàn em thích đàn ông tiếp đón cẩn thận Kim Kỳ Liên, kỳ lạ, khi Lăng Hoàng chạy trốn cũng không dẫn theo Kim Kỳ Liên, hội diệt bá rốt cuộc có quan hệ gì với Kim Kỳ Liên, hơn nữa lời nói của hắn ta đều có ý gì đó. Hình như hội diệt bá cũng không bền chắc như thép, nếu lần sau có gặp phải cậu ta, không cần biết là dùng cách gì cũng phải đào bằng được bí mật của cậu ta ra. Tối đó tại căn cứ bí mật của hội diệt bá, sắp đến lúc họp với boss mà tên châu chấu này lại chạy đi đâu rồi ve sầu đốm cậu có biết châu chấu chạy đi đâu không tôi đâu phải con sâu trong bụng cậu ấy đâu đừng có làm phiền tôi chơi game hừ một tên tham ăn giả bộ cute một thiếu niên nghiện game online sao thành viên trong nhóm mình đều là loại hàng này vậy châu chấu đẩy cửa đi vào tôi về rồi đây châu chấu cậu đi đâu đó có biết là chúng ta sắp phải họp với boss không hả tôi đi tích chữ đồ ăn vặt cho mình sẵn tiện mua đĩa game phù hợp cho ve sầu đốm Châu Chấu đưa ra một đĩa game mát mẻ làm ve sầu đốm tò mò game này chơi hay không. Đương nhiên, muốn trở thành một nam sinh khỏe mạnh thì phải chơi những trò chơi này. Lúc này Boss gọi đến, ong đỏ, kẻ may mắn tồn tại các người điều tra trước đây đã xác định được chưa? Ong đỏ lên tiếng trước, qua điều tra chúng tôi xác nhận kẻ may mắn tồn tại khu 2 là hai anh em Trần Thần và Trần Huyên. Châu Chấu phản bác, bọn họ không phải kẻ may mắn tồn tại chúng tôi có sự nhầm lẫn. Châu Chấu cậu đang nói gì thế hả? Sao lại bao che cho bọn chúng? chị cả đừng vu cáo hãm hại tôi tôi không thân thích gì với bọn họ sao phải bao che chứ ý cậu là tôi đang vu cáo bọn họ sao ông đỏ đủ rồi châu chấu là người điều tra trong nhóm mấy người nếu cậu ta đã đưa ra kết luận thì xóa tên hai anh em này ra khỏi danh sách kẻ may mắn tồn tại đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới ông đỏ cúi đầu vâng boss sau đó cuộc gọi kết thúc ông đỏ bỏ đi cay cú châu chấu không cần biết cậu nghĩ gì tôi nhất định sẽ điều tra ra tâm tư của cậu đang che giấu điều gì chuyển cảnh đến trường học Kim Kỳ Liên đang ôm đuyết, bất ngờ có người đến vỗ vai chào buổi sáng cậu chủ Kim. Hắn lập tức bỏ chạy, sắp phọt ra rồi đừng có chạm vào tôi. Vô tình hắn đụng phải Trần Thần, Kim Kỳ Liên sắc mặt khó coi quá. Xem ra hôm qua cậu không được nghỉ ngơi tốt trong phòng giam nhỉ? Giờ phút này tao có thể đứng ở đây đủ để chứng minh sự trong sạch của tao. Mày và người phụ nữ vu oan giá họa tao hãy đợi thư của luật sư đi. Ha ha, tôi lại sợ quá. Tất cả những chuyện hai cha con nhà họ Kim các người gây ra cho nhà họ Trần, tôi sẽ đòi lại từng cái một tặng cho mày một thứ, bây giờ chắc là mày dùng được đấy. Kem trị hoa cúc chuyên trị bệnh trị, cúc hoa bị tổn thương, Trần Thần cười mỉa mai rồi bỏ đi, Kim Kỳ liên cay cú. Trần Thần tao muốn giết chết mày, chuyển cảnh đến chỗ ong đỏ đang luyện tập yoga bất ngờ có tiếng điện thoại reng reng reng, Kim Kỳ liên có chuyện gì? Ong đỏ, giúp tôi giết chết Trần Thần, sau khi xong chuyện tôi cho cô 500 vạn, cậu coi hội diệt bá chúng tôi là sát thủ à? Anh em nhà họ Trần đã bị xóa khỏi danh sách kẻ may mắn tồn tại rồi, chúng tôi sẽ không hành động nhắm vào bọn họ nữa. tiền cậu để dành chữa mông đi. nói xong ông chúa cúp máy. đồ đàn bà chết tiệt. hội diệt bá gì chứ. tao không tin tiền không thể đổi lấy mạng của trần thần. báo thù cúc hoa bị thương. chuyển cảnh đến chỗ trần thần và tố tố để giúp tôi phá giải được tài liệu của cha để lại. cô đã vi phạm trong mượn thư tịch bí mật của nhà họ viên. cô sẽ không sao chứ. bị phát hiện thì đương nhiên là sẽ bị nói nhưng mà. a à, giải được rồi. trên màn hình hiện ra. thực nghiệm thành công nhưng tôi vẫn lo lắng. Dựa vào thư tịch nhà họ Viên thì có thể phá giải mật mã được như này thôi. Muốn có được nhiều thông tin hơn thì phải có được thư tịch của các gia thế khác. Bất ngờ Ngữ Nhi chạy đến, Trần Thần tớ lấy được thư tịch nhà tớ rồi. Ngữ Nhi, hiệu trưởng biết cậu cho mượn không? Tớ không nói với cha tớ lấy trộm ra đấy. Xem ra cậu chỉ cần cưa đổ em gái của mấy nhà thế gia học thuật còn lại là thư tịch có thể đến tay rồi. Ở đâu ra mà nhiều em gái vậy chứ? Không phải có một tên độc đinh thú hưng phong sao? Đàn ông cũng có thể tán mà, chỉ cần xem qua một lượt những bảo vật mà tôi sưu tầm này là được. Lúc này thư tịch nhà họ Lâm cũng đã được phá giải, thực nghiệm của chúng ta đã thành công, lịch sử nhân loại sẽ nghênh đón sự thay đổi to lớn trước nay chưa từng có. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, ngữ nhi ngạc nhiên bác Trần có phát minh lớn nào sao? Ừm nhưng chắc chắn có độ nguy hiểm cao. Nếu không thì sẽ không viết câu lịch sử nhân loại có thay đổi to lớn. Được rồi xem trang tiếp theo có gì nào. Nhưng màn hình hiển thị những ký tự khó hiểu, sao lại vẫn là mã loạn? có lẽ muốn giải mã hoàn toàn tài liệu này bắt buộc phải có thư tịch bí mật của tất cả các thế gia còn lại. Ha ha xem ra cậu chỉ có con đường bán sắc thôi, tớ có thể tìm tra ra mặt mượn thư tịch của các nhà thế gia xã hội khác, như vậy có làm phiền đến hiệu trưởng lâm quá không? Không sao, cha đánh giá cậu rất cao hơn nữa cậu lại là học trò của ông ấy, nhất định là sẽ giúp cậu thôi. Chuyển cảnh đến phòng thí nghiệm nghiên cứu trọng điểm của nhà họ quốc, gia chủ nhà họ viên viên trí viễn. Nhà khoa học đứng đầu kế hoạch phục hưng, tố tố đi vào gọi cha, không phải con nói là muốn cắt đứt quan hệ với ta sao tìm đến ta làm gì đưa con văn lý lệnh làm điều kiện trao đổi con sẽ gia nhập kế hoạch phục hưng nghe xong viên trí viễn ngạc nhiên hết sức văn lý lệnh có thể yêu cầu các gia thế khác làm chuyện trong khả năng cho phép con muốn cái này làm gì gần đây con hơi rảnh vì thế muốn tìm mượn đọc thư tịch bí mật của các thế gia khác giết thời gian con mượn giúp người khác thì có gần đây con rất thân cận với một nam sinh tên trần thần mấy năm nay ta đã giới thiệu bao nhiêu là thanh niên tài giỏi ngay cả mặt mũi con cũng không thèm xem. Kết quả lại nhìn chúng một tên nhóc non trẻ ớt ơ, chân Thần mặc dù còn trẻ nhưng tài năng và học thức của cậu ấy bỏ xa mấy thanh niên tài giỏi mà cha nói. Thế giới này chỉ có cậu ấy xứng đáng làm người đàn ông của con, hư văn lý lệnh cha sẽ không đưa cho con, nhưng nếu con đáp ứng được một điều kiện của cha, có thể cha sẽ suy nghĩ lại, chuyển cảnh đến chỗ tô thần vừa mới tan học, ngữ nhi xuất hiện chào các bạn. Trùng hợp quá chúng ta cùng về nhé, liên tiếp 4 ngày tan học trên đường về chúng ta gặp được học tỷ lâm, căn cứ theo nguyên tắc quá tam ba bận đây tuyệt đối không phải là trùng hợp vậy thì tại sao học tỷ lâm cố ý đi cùng chúng ta thế đương nhiên là không phải vì chúng ta rồi cậu không nhìn ra học tỷ lâm và trần thần ngày càng giống một đôi à nghe vậy diệp như ý liền chạy tới ôm trần thần hôm nay bài tập toán khó quá chúng ta tìm một tiệm trà sữa cậu giảng bài cho tớ nhé học tỷ lâm mặc dù cậu là hội trưởng hội học sinh cao quý nhưng về mặt tình cảm diệp như ý tôi sẽ không là binh sĩ đảo ngũ đâu lúc này tố tố đi đến Giáo viên vẫn chưa nói cho mấy cậu tầm quan trọng của việc tự làm bài tập sao? Ủa Tố Tố sao cậu lại đến trường trùng tớ? Đương nhiên là đến gặp Trần Thần, tôi tìm ra cách mượn thư tịch rồi, Ô Tố Tố thật sự có cách sao? Các cậu có biết văn lý lệnh không? Nó là phần thưởng cho người có công trạng lớn của Liên minh học thuật. Nghe nói từ khi Liên minh học thuật thành lập đã phát thưởng 3 tấm văn lý lệnh rồi, không sai, dựa vào văn lý lệnh có thể khiến cho các thế gia lớn làm một chuyện cho người sở hữu nó. Vậy cậu muốn dùng văn lý lệnh để mượn thư tịch của các thế gia à? nhưng chúng ta tìm văn lý lệnh ở đâu tổ tiên nhà họ viên tôi đã từng đạt được một tấm văn lý lệnh cha tôi quyết định lấy nó làm phần thưởng quán quân cho cuộc thi học bá siêu cấp năm nay học bá siêu cấp là một sâu thực tế so tài có lượt theo dõi cao nhất do liên minh học thuật tổ chức các tuyển thủ tham gia đều là học bá đến từ khắp mọi miền tổ quốc xem ra giống với sâu siêu trí tuệ ở thế giới trước tham gia tiết mục này không chỉ đạt được văn lý lệnh mà còn có thể truyền bá kiến thức kiếm điểm học phần tôi muốn tham gia học bá siêu cấp lấy được quán quân bất ngờ thú hưng phong xuất hiện ha ha đúng là không biết tự lượng sức mình thú hưng phong cậu đến đây làm gì tôi vốn dĩ muốn đến mời ngữ nhi tham gia party của tôi không ngờ tới lại nghe được tin tức quan trọng như vậy tôi sẽ thắng giải quán quân của học bá siêu cấp biến văn lý lệnh thành vật chứng cho tình yêu của chúng tôi lôi khải toàn bay đến bẻ tay hưng phong thằng cún này mày dám sờ tay của học tỷ lâm à bây giờ tạm dừng party tôi muốn bế quan để chuẩn bị cho cuộc thi học bá siêu cấp sau đó liền thấy hắn được các nha hoàn bê đi trần thần chỉ biết dùng ánh mắt thương hại Tên ngốc này lấy tự tin ở đâu ra thế, lúc này Tố Tố nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó. Ông ấy ra điều kiện đưa văn lý lệnh cho cô nếu Trần Thần đạt được quán quân học bá siêu cấp, còn không thì phải đồng ý xem mắt với người khác, cô đi đến chỗ Trần Thần. Cậu sẽ giành được quán quân học bá siêu cấp đúng không? Đương nhiên rồi, tôi tin tưởng cậu, không hổ là người đàn ông mình chọn. Chỉ riêng sự tự tin này đã làm cho mình sao xuyến, tham gia học bá siêu cấp mình có thể gặp học bá khắp mọi miền. Nói không chừng trong đó còn có thể chọn được người thích hợp làm thánh sử, thật mong đợi quá tối đó tại phòng của trần thần học bá siêu cấp sẽ được tổ chức vào nửa tháng sau khoảng thời gian này tôi sẽ luyện tập cùng trần thần ngữ nhi và bạn học diệp nếu không có việc gì có thể về nhà rồi tớ cũng tham gia học bá siêu cấp tớ ở lại luyện tập với các cậu thực ra các cậu không cần phải vất vả như vậy một mình tớ không sao cả không có vất vả gì cả tố tố bất lực tùy các cậu vậy ngữ nhi thầm nghĩ sao có thể để cho cậu có cơ hội ở riêng với trần thần nửa tháng được chứ sau đó huấn luyện bắt đầu Học bá siêu cấp là cuộc thi vượt qua cửa kiến thức. Đây là những câu hỏi các năm trước mà tôi đã chỉnh lý. Các cậu làm thử một lần đi. Thời gian là 15 phút để các cậu hoàn thành 100 câu hỏi này. 15 phút sau đó liền thấy khuôn mặt trần thần tái xanh. Bài thi thử của cậu chỉ đạt 45 điểm. Trong khi đó như ý có thể đạt 50 điểm còn ngữ nhi là 99 điểm. Hư có lẽ vì thế giới có sự thay đổi. Vì thế cái gọi là thưởng thức cũng sẽ thay đổi. Mình dựa theo trí nhớ của thế giới trước để trả lời đương nhiên là không được. Diệp như ý bắt tay với ngữ nhi an ủi trần thần cậu là thiên tài siêu cấp cố gắng lên hư tạm thời liên minh với hội trưởng lâm đánh bại cô giáo viên đã sau đó đánh bại hội trưởng lâm độc chiếm trần thần trong học bá siêu cấp kiến thức cần rộng chứ không cần sâu như thế này thì cậu đừng nói quán quân đến cả vòng loại cũng không qua được đâu hư vậy thì chỉ cần học thuộc những đáp án này là được thôi mà cho tôi thời gian nửa tháng là đủ rồi như vậy trần thần cùng với ba vị hồng nhan chi kỷ tiến vào giai đoạn đặc huấn ma quỷ làm đề trong thời gian nửa tháng trần huyên chen ngang kêu không ngủ được cần anh kể chuyện Vậy là như ý được cử ra làm việc, chăm chỉ kể chuyện cho Tiểu Huyên nhé. Hai chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Trần Thần, bá bá chỉ biết cảm thán cái gì mà đặc huấn ma quỷ. Tôi thấy cậu đang vui vẻ với mỹ nữ thì có. Một ngày trước khi cuộc thi học bá siêu cấp diễn ra Trần Thần cũng hoàn thành xong việc luyện đề, mọi người đừng có nghĩ đơn giản. Cuộc thi nhằm tránh các tuyển thủ dựa vào việc học thuộc mà đạt được quán quân, mỗi năm đều có một phần 10 đề thi là hoàn toàn mới, mọi người cứ yên tâm mấy thứ này tớ có thể giải quyết được. Không những thế mỗi năm người đứng đầu sẽ phải vấn đáp một một với quán quân của kỳ trước, ai có thể làm khó được đối phương thì mới là quán quân cuối cùng. ủa tớ nhớ là cậu đã là quán quân của học bá siêu cấp, lần này Trần Thần vào được vòng cuối không phải là phải đấu với cậu à? Tớ là quán quân năm kia rồi. Nói như vậy quán quân năm ngoái đã thắng cậu rồi, cũng không phải, năm ngoái tôi bận việc nghiên cứu nên không tham gia thi đấu. Có điều cậu cũng đừng lơ là, quán quân năm ngoái là kẻ có thực lực cậu nhất định phải để tâm. Được rồi tôi lại chờ xem quán quân năm ngoái khó đối phó thế nào chuyển cảnh đến ngày diễn ra cuộc thi học bá siêu cấp xin chào các bạn học hoan nghênh các bạn đến với nơi tư duy va chạm nơi những kẻ mạnh hội tụ học bá siêu cấp mc năm nay ngoài tôi người giảm nhận sự trí tuệ a bảo thì còn có một người đảm nhận ngoại hình kiều huyên ni ồ sao cô ta lại là mc chứ trần thần sẽ không bị ảnh hưởng chứ trần thần và kiều huyên ni này có quan hệ gì cô ta là người yêu cũ của trần thần trước đây cô ta bỏ rơi cậu ấy để theo kim kỳ liên bỏ rơi trần thần chọn tên ngu ngốc kia, óc heo này trả trách lại là Bình Hoa. Nhưng bây giờ cô ta là MC có cố ý làm khó trần thần không? Câu hỏi là do hệ thống cập nhật tự động trong kho đề, cô ta không có đất nhúng tay vào. Có điều nếu cô ta có hành động gì với trần thần, tôi sẽ khiến cô ta ngay cả Bình Hoa cũng không làm được. Học bá siêu cấp năm nay chúng tôi đã mời đến ba vị cố vấn cực kỳ nổi tiếng. Đầu tiên người tài mạo song toàn thiên hậu Vương Phi, vị trí thứ hai là ngôi sao sáng quyền uy trong giới học thuật nước ta, Chủ tịch Liên minh học thuật Hà Phi Nhiên. Vị trí thứ ba đến từ câu lạc bộ có IQ cao được cả thế giới công nhận, câu lạc bộ kỵ sĩ bàn tròn, kỵ sĩ Lancelot. Kỵ sĩ Lancelot cosplay của cậu khiến cho mọi người có ấn tượng sâu sắc, có điều có thể mời cậu bỏ mũ xuống được không? Có thể không cởi ra được không? Tôi rất xấu hổ, để đạt được hiệu quả của sâu, vẫn là mời cậu bỏ mũ ra. Ôi chỉ có thể hy sinh vì nghệ thuật vậy, mặt nạ đen cởi mũ ra rồi quay về phía Trần Thần, khi mọi người vẫn khỏe chứ? Trần Thần chỉ biết cảm thán lại là hắn ta, Trần Thần chúng ta gặp lại nhau rồi, không ngờ hắn lại là châu chấu. Tố tố học bá siêu cấp do Hiệp hội học thuật tổ chức sao, người của hội diệt bá sao lại là cố vấn vậy. Tôi cũng không rõ, nhưng mà có sự giới thiệu từ cấp cao của Hiệp hội học thuật mới có thể làm cố vấn. Cậu yên tâm thi đấu tôi sẽ điều tra rõ ràng, trần thần. Hắn ta không phải là thành viên của hội diệt bá bắt cóc tiểu huyên sao, không sai hắn là lang hoàng. Tóm lại chúng ta chuyên tâm thi đấu đã mọi chuyện khác tình sau. Lăng Hoàng hội kỵ sĩ bàn tròn này có liên quan gì đến hội diệt bá không? Tôi sẽ đào bí mật từ miệng cậu ra, lúc này sân khấu mở ra. Vòng đầu tiên tuyển thủ có mặt tại đây sẽ trả lời 100 câu hỏi trong 15 phút, 10 người đạt điểm cao nhất sẽ được bước vào vòng tiếp theo, cuộc thi chính thức bắt đầu. Dựa vào thực lực của Trần Thần vòng loại này chắc chắn không thành vấn đề, vòng thứ hai đã có ngữ nhi trợ giúp, chủ yếu là vòng thách đấu quán quân cuối cùng. Dù gì đối thủ cũng là tên đó, lúc này ở trên cao có người đang nhìn về phía Tố Tố, cô viên đích thân đến hội trường chắc chắn là đến xem mình. Người này là quán quân mùa trước của học bá siêu cấp đám người vượng các người nhanh chóng quyết định ra lãnh tụ đi, tôi sẽ cho các người thấy cái gọi là sự áp chế của IQ. Lúc này kết quả vòng 1 đã có, Trần Thần đứng đầu tiên với 100 điểm, Lâm Ngữ Nhi thứ hai 98 điểm, thứ ba là Thú Hưng Phong 95 điểm. Bá bá vui mừng re điểm tuyệt đối vào tiếp, không hổ là người đàn ông tôi chọn, vòng tiếp theo sẽ là sự cạnh tranh thi đấu xếp hạng của 10 tuyển thủ, thi đấu sử dụng phương thức dành trả lời. Tuyển thủ nào có thể trả lời 20 câu hỏi thì sẽ tiến vào vòng thách đấu quán quân cuối cùng, Ba vị cố vấn mời các vị dự đoán, vòng thi đấu xếp hạng ai sẽ là người bước tiếp. Tôi thấy khả qua nhất là bạn Trần Thần, bạn học Trần Thần không chỉ văn hay chữ giỏi mà thông minh như vậy, thật muốn có màn vận động kịch liệt hai người với cậu ấy. Mặc dù con bé Lâm cũng giỏi nhưng tôi hy vọng vào Trần Thần vẫn lớn nhất, còn tôi thì đương nhiên là Trần Thần, tôi rất mong chờ vào cậu ấy. Ba vị cố vấn đồng loạt đánh giá cao Trần Thần, lẽ nào thi đấu xếp hạng tiếp theo đã không còn gì phải mong chờ nữa sao? Ba vị cố vấn nói hơi sớm rồi màn biểu diễn tiếp theo của thú hưng phong tôi sẽ giống như tám chữ sau bắt được con cóc nắm chặt đi tiểu bá bá cười ngoác mồm tên nhóc này có tiền đồ làm diễn viên hài hơn là thư pháp đấy trở lại chuyện chính người đẹp mc huyên ni sẽ bốc câu hỏi trong hộp để hỏi các tuyển thủ các tuyển thủ chuẩn bị thi đấu xếp hạng chính thức bắt đầu ha ha trần thần cậu tưởng tôi đến làm mc cho học bá siêu cấp là vì gì chứ cậu muốn trở thành quán quân à không có cửa đâu câu thứ nhất cải trắng thuộc họ gì a họ đậu b họ cúc c họ cải hưng phong gõ chung trước tiên trả lời họ cải bingo trả lời chính xác thú hưng phong liền gáy các vị phải cố gắng lên nếu không kết thúc mà một điểm cũng không có thì mất mặt lắm ba ba cây cú mới có một điểm đã ra vẻ như vậy rồi sau đó tiến triển cuộc thi nằm ngoài dự đoán của mọi người năm câu liên tục thú hưng phong đều là người trả lời chính xác đầu tiên mọi người hết sức lo lắng nhưng trần thần vẫn bình tĩnh một cách lạ lùng không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo thôi phần này đến đây là hết hẹn gặp lại mọi người ở phần sau